ra quét lòng sông Hồng tìm học sinh đuối nước mất tích ở Phú Thọ. Ngày 19 tháng 11 tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng triển khai cano, xuồng máy ra quét dòng sông để tìm kiếm 5 học sinh bị đuối nước khi đang chơi ở bãi cát ven sông Hồng. Chính quyền huy động hơn 100 người mở rộng phạm vi tìm kiếm lên 10 km về phía hạ lưu. Được biết, vị trí bãi bồi học sinh bị sụt cát nằm gần cầu Ngọc Tháp, do đó phạm vi khu vực tìm kiếm kéo dài khoảng 10 km từ cầu Ngọc Tháp tới cầu Phao Phong Châu. Sau khi xảy ra sự cố thì lực lượng cảnh sát giao thông, đường thủy và cứu hộ cứu nạn huy động tất cả các tàu thuyền và huy động tất cả người dân để tham gia cứu hộ cho các cháu. Công tác tìm kiếm hiện nay là trời tối, thời tiết hết sức là phức tạp về khí hậu khi mà mưa giá lạnh. Làm sao đấy để đưa cháu tìm kiếm được cháu, đưa cháu về với gia đình. Rất là đau lòng. Sau mưa lũ, dòng sông thì có cạn nhưng mà cái dòng chảy và địa thế là rất khó khăn, phức tạp. Lại trong đêm nữa, nhưng mà các lực lượng vẫn là rất quyết tâm cao để tìm kiếm các cháu, để đưa các cháu về nhà với gia đình. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 11, 10 học sinh xã Hiền Quang được nghỉ học nên rủ nhau chơi trên khu bãi bồi sông Hồng. 6 em xuống tắm sông, một nam sinh bơi được vào bờ, 5 em bị đuối nước mất tích. Tới tối cùng ngày, thi thể một nữ sinh đã được tìm thấy đưa lên bờ.